từ quốc mẫu Trần Thị Dung. Bấy giờ đương buổi loạn lạc, Thái tử Lý Sảm phải rời kinh thành lưu lạc về trang ấp của gia đình họ Trần. Thái tử gặp được cô con gái út xinh tươi của ông chủ trang ấp. Tình cảm của chàng với người đẹp không qua được mắt của người cha. Trần Lý tên ông chủ thấy đó là cơ hội để cầu thân, liền tác thành cho đôi trẻ. Một năm sau hết loạn, Thái tử trở về Thăng Long rồi được lên làm vua, tức Lý Huệ Tông. Ông đón vợ về kinh thành, phong làm Thuận Trinh phu nhân, rồi lập làm hoàng hậu. Bà sinh được hai người con gái. Năm 1016, bà sinh con đầu là Thuận Thiên công chúa. Năm 1018, bà sinh thêm Chiêu Thánh công. Bấy giờ nhà Lý đã rất suy vi, quyền lực trong triều về hết tay dòng họ Trần. Trần Thủ Độ được phong là Thái Sư, nắm quyền quyết định mọi sự. Vua Lý Huệ Tông ngày một trở nên bất lực, không còn khả năng điều hành triều chính. Ông bị ép phải nhường ngôi cho con gái út là Chiêu Thánh, khi ấy mới lên 6, tức Lý Chiêu Hoàng. Hoàng hậu Trần Thị Dung trở thành Hoàng Thái Hậu, nhiếp chính cho con. Hàng ngày chứng kiến cảnh con gái thơ thẩn một mình trong cung, Thái Hậu nhớ tới cậu cháu trai Trần Cảnh, con của anh Trần Thừa. Bà bàn với Thái Sư Trần Độ cho cháu vào cung làm chánh thủ, vừa để hầu hạ nữ hoàng, vừa để con gái có bầu có bạn. Sau đó Trần Cảnh được tác thành để trở thành chồng của nữ hoàng, rồi được nữ hoàng nhường ngôi cho. Trần Cảnh khi ấy mới 7 tuổi, lên làm vua, tức Trần Thái Tông, vị vua mở đầu triều Trần. Lý Chiêu Hoàng trở thành Chiêu Thánh Hoàng hậu, còn bà Trần Thị Dung từ vai Hoàng Thái Hậu trở thành Thiên Cực công chúa. Sau gần chục năm ở ngôi Hoàng hậu, Chiêu Thánh vẫn chưa có con, trong khi đó thì Thuận Thiên vợ Trần Liễu đã có mang được 3 tháng. Thái sư Trần Thủ Độ ép Trần Cảnh phải bỏ vợ để lấy chị dâu, vợ của Trần Liễu, mục đích là để Thuận Thiên sinh đứa con đang mang trong bụng cho vua. Sự áp đặt của Thái sư Trần Thủ Độ có sự đồng lòng của Thiên Cực công chúa đã dẫn đến những hậu quả khôn lường. An Sinh Vương Trần Liễu phẫn uất giấy quân làm phản. Còn Trần Thái Tông thì bỏ ngai vàng lên núi định đi tu. May mà sau đó sự việc đã được giải quyết. Về sau, để đền đáp cho người cô phải chịu nhiều sự thị phi, Trần Thái Tông đã phong bà là Linh Từ Quốc Mẫu. Đây là một sự đặc cách, vì theo lệ nhà Trần chỉ phong quốc mẫu cho các hoàng hậu mà thôi.